tiếp tục xin giới thiệu với anh em một cây mai chiếu thủy trung lưu anh em nhé. Đây là một loại mai chiếu thủy trung lưu bởi vì sao anh em nhìn thấy cây khá là đẹp, chín lưu rồi anh em nhé, với những tác phẩm như này rất là chất lượng, lưu từ gốc lên tận ngọn luôn, lưu từ gốc lên tận ngọn, cây rất là đẹp. Cây này hoành bệ 60, hoành gốc 38, cao 55, từ mặt chậu lên đỉnh ngọn. Tán rộng nhất cây này nó rơi vào 80 anh em nhé, 80 đấy. Cây này thân pháp rất chạy rất là chuẩn chỉ thôi, anh em có thể nhìn thân có lắc lên tận ngọn, gần như không có sẹo, cây rất là kỹ thôi. Rất là kỹ rồi, rất nhiều lưu ở trên thân mình nhận đấy. Đây gọi là trung lưu, cây này tháng trước nó ra hoa gọi là kín cây rồi anh em nhé. Đây gần như là giai đoạn là cuối vụ rồi, còn trung lưu rất là đẹp. Cây này anh em mình mang đi chơi triển lãm thoải mái đúng không nhé, đồ này anh em mình tự tin mang vào triển lãm đi chơi, đồ rất là đẹp. Anh em có nhìn tổng bóng, tổng bóng như một hình tháp, các bông được sắp xếp rất là hài hòa, rất là hài hòa, tầng tầng lớp lớp. Cái dòng này thì chế độ chăm sóc cũng như dinh dưỡng rất đơn giản thôi, nó cũng như bao dòng khác anh em nhé. Chế độ nước là lúc nào nhìn màu đất là mập luôn. Ăn uống thì 2-3 tháng anh em toàn một lần cho anh nhé. Có rất nhiều loại phân lân anh em mình có thể cho ăn, ví dụ như phân Nhật rồi lân đầu trâu hay lân lâm thao hay lân trùng quế hay phân bò khô, rất nhiều loại lân anh em có thể cho ăn được. Đấy. Phun thuốc sâu thì anh em mình cũng phun 1-2 lần dưới cái loại ba sa phun đi em nào, ok rất là đẹp, gọi dưới gần đi. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với nhà vườn nhé các bạn nhé. Nhà vườn còn rất nhiều mẫu mai chiếu thủy khác nhau, các phân khúc giá khác nhau. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi bài viết của nhà vườn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.